tắc truyền bã nhờn gây viêm lỗ chân lông, mụn trứng cá và trứng ngứa da. Sữa tắm Tây Phi và Rocket làm thông thoáng lỗ chân lông, góp phần loại bỏ viêm lỗ chân lông, mụn trứng cá ở lưng và trứng ngứa da. Sữa tắm Tây Phi và Rocket, giải pháp cho viêm lỗ chân lông, mụn trứng cá và trứng ngứa da. Sản phẩm có bán tại hiệu thuốc.